Thưa quý vị và các bạn, huyện Con Rẫy có 65% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện có địa hình chủ yếu là đất dốc, bạc màu, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Để tháo gỡ những khó khăn này, nhiều giải pháp giảm nghèo đã được huyện triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo trên địa bàn. Cũng như nhiều hộ khác trong thôn, gia đình bà Trần Thị Lan ở thôn 3 xã Tân Lập huyện Con Rẫy gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Có đất sản xuất nhưng lại thiếu vốn, gia đình bà luẩn quẩn trong cái nghèo. Đến năm 2015, thông qua kênh tín chấp của Hội Phụ Nữ, gia đình bà được tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có đồng vốn trao tay, cơ hội thoát nghèo của gia đình bà trở nên rõ ràng hơn. Sau thời gian chăm chỉ, đến nay gia đình bà có 3 hectare cà phê, xen canh các loại cây ăn quả như sầu riêng, mít. Không chỉ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, gia đình bà còn tạo công ăn việc làm thời vụ cho nhiều hộ khác. 2015 là tôi có vay của nhà nước là 50 triệu về tôi để trồng cà phê, mua giống và đào hố. Tôi thường hộ nghèo, đến bây giờ 2017 là hết hộ nghèo. Gia đình nhà tôi bây giờ nó thoát nghèo rồi, là tôi trồng vừa giờ nhờ vốn vay của nhà nước thì bây giờ là tôi vay thêm 100 triệu nữa, là tôi bây giờ tôi về tôi trồng để đầu tư vào cà phê. Gia đình bà Trần Thị Thu ở thôn 3, xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, mặc dù không thuộc diện hộ nghèo, nhưng cũng không có vốn để phát triển kinh tế. Thiếu nguồn vốn cần thiết, mọi dự định về đầu tư các mô hình phát triển kinh tế đều không thể triển khai. Năm 2015, bà tiếp cận nguồn vốn vay dành cho vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn này, gia đình bà đầu tư phát triển vườn cà phê rộng 2 hectare, trồng xen các loại cây ăn quả và đào ao nuôi cá. Trước kia là cái nguồn vốn kinh doanh là nó khó, nguồn vốn chúng tôi là nó rất là khó khăn cái nguồn vốn, cho nên là để mà sản xuất thì nó khó lắm, chúng tôi không thể có cái vốn được, cho nên là nhờ được cái ngân hàng chính sách hỗ trợ này thì chúng tôi đã mạnh dạn để vay cái nguồn vốn này để về là sản xuất kinh tế trong gia đình, đến nay là nó đã đỡ và phát triển, đang phát triển trên là mạnh. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhanh chóng triển khai nguồn vốn vay, cũng có nghĩa là trao cơ hội cho người dân phát triển kinh tế. Nhưng để phát triển kinh tế một cách bền vững thì cần có sự định hướng cụ thể để các hộ dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Hơn 10 năm làm công tác hội phụ nữ, bà Trần Thị Thịnh, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn 3, xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, không chỉ làm nhiệm vụ kết nối nguồn vốn cho chị em phụ nữ trong thôn, mà còn trực tiếp định hướng cho hộ vay sử dụng nguồn vốn này đạt hiệu quả tối đa nhất. Thì khi là chị em vay vốn là chúng tôi phải hướng dẫn tận nơi, và đến tận nơi là chỉ bảo chị em là trồng những cây này là để là thu được nhanh, được vốn, được lời, được nhanh. Đến nay là chị em đã phát triển kinh tế là hầu như là đã được là tới 90% rồi, chứ hộ nghèo bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Và đồng tiền này là đã của ngân hàng chính sách này là đã là cho chị em được cái là cái trồng cấy rồi chăn nuôi. Đến nay trên địa bàn huyện Con Rẫy có tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 260 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng các nguồn vốn vay được nâng lên. Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Con Rẫy đạt trên 12 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất cả tỉnh, ở mức 0,06%. Điều này cho thấy các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ trao đúng đối tượng mà còn được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất các khoản nợ xấu, nợ quá hạn. Để đảm bảo cái mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, chúng tôi tích cực bám sát địa bàn cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức hội nhà nội thác để ra soát các cái đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay, đảm bảo 100% hộ vay có nhu cầu đủ điều kiện đều được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đảm bảo về cái công tác giảm nghèo đặt ra trên địa bàn huyện. Bên cạnh cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế,
huyện Con Rẫy chú trọng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Huyện Con Rẫy có nguồn lao động khá dồi dào. Để nguồn lao động này đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, từ năm 2015 đến nay, huyện đã tổ chức 41 lớp đào tạo nghề cho gần 1.300 học viên. Qua đào tạo, 100% người lao động vận dụng kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm thiểu chi phí và tăng năng suất lao động. Sau khi được đào tạo và giải quyết việc làm thì cho được 140 người, thành lập và nhân rộng được là 150 mô hình, thu hút là 689 lao động tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn huyện có 24,5% số lao động được đào tạo nghề có việc làm ổn định và đã thoát nghèo. 4,4% số người sau khi đào tạo đã trở thành hộ khá giả. Cũng như nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác ở huyện Con Rẫy, khi bắt đầu trồng cà phê, chị Y Bích ở thôn 4, xã Tân Lập chưa tiếp cận với các kỹ thuật trồng và chăm sóc. Vì vậy, vườn cà phê 0,5 hectare của gia đình đạt năng suất thấp, chỉ cho thu nhập 20 triệu đồng mỗi năm. Năm 2019, sau khi tham gia lớp dạy nghề trồng và chăm sóc cà phê vối do huyện tổ chức, chị áp dụng các khoa học kỹ thuật mới vào chăm sóc vườn cà phê. Nhờ đó, năm vừa rồi, năng suất cà phê cao hơn, thu nhập vì thế cũng tăng lên gấp đôi. Trước đây là tôi có trồng cà phê, nhưng mà tôi là không biết chăm sóc như là bón phân này, rồi tỉa cành, tôi làm lung tung lắm. Đến khi tôi được đi học cái lớp mà huyện tổ chức cái lớp dạy nghề trồng và chăm sóc cây cà phê vối á, là tôi đã học được cách tỉa cành cà phê này, cách bón phân này, rồi cách phòng trừ sâu bệnh này, cái cách tỉa cành cà phê nữa. Tôi nói chung tôi cũng mừng lắm. Trước đây thì tôi làm lung tung lắm, cà phê nó cũng không có đạt, không biết tỉa cành á. Cùng với những chính sách cụ thể về hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và trao cơ hội việc làm cho người dân, giai đoạn 2016-2020, đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều đã được triển khai đồng bộ tại huyện Con Rẫy. Qua đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn. Đồng thời hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã thôn đặc biệt khó khăn và tạo điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Con Rẫy đã giảm từ trên 41% vào cuối năm 2016 xuống còn gần 21% trong năm 2020. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, huyện Con Rẫy phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 14%. Tiếp tục là phát huy tính tích cực, chủ động của các địa phương trong huy động các lồng ghép các cái nguồn lực, triển khai cơ chế, các chính sách đặc thù để đảm bảo các cái hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phát huy được hiệu quả và phù hợp với cái điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, đặc biệt là cái công tác mà hiện nay đó là phân loại hộ nghèo và xác định cái nguyên nhân nghèo để mà hỗ trợ cho phù hợp. Từ tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm cho thấy công cuộc chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau ở huyện Con Rẫy đang được triển khai đúng và đạt mục tiêu đề ra. Với một địa bàn có những khó khăn đặc thù về địa hình, thổ nhưỡng và trình độ dân cư như Con Rẫy, hành trình giảm nghèo hẳn nhiên sẽ lắm gian nan. Bởi vậy, sự đồng bộ quyết liệt và đa dạng hóa các hình thức giảm nghèo để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn là việc làm hết sức cần thiết để huyện Con Rẫy sớm thoát nghèo bền vững.